Quýnh Cương ơi, bữa nay ô nhiễm không khí ở thành phố mình đã lên mức báo động tím lè rồi nè, nên con á không được ra ngoài chơi. Và mọi người cũng được khuyên hạn chế đừng ra đường nếu không có chuyện thiệt cần thiết. Nhưng mà cô vẫn chưa thấy người ta cho các trường học được tạm nghỉ. Lạ thiệt ha. Chừng nào hết ô nhiễm không khí hả con? Cô cũng không biết nữa. Nhưng mà báo đăng rằng con người chỉ còn 12 năm nữa để giảm mạnh lượng khí thải carbon. Nếu không á thì bao nhiêu là hậu quả của biến đổi khí hậu sẽ không còn có thể đảo ngược được nữa. Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo rồi, còn đồng hồ đang đếm ngược như vậy. Nhưng mà các nhà chức trách á, cứ để dân tự lo thì các họa sĩ biếm khắp thế giới đều bức xúc lắm. Con biết không? Quýnh Cưng.